Thật ra từ lâu em đã biết bà Huệ mang thai con trai của anh. Chính vì em sợ anh biết được kết quả, anh không thể có con được nữa mà anh quay về với mẹ con bà Huệ. Anh là tất cả đối với em. Em không thể mất anh được. Cho nên em làm liều bằng mọi giá. Em phải mang thai. Còn người em chọn là anh Trí, bạn học của em. Anh đã có gia đình hạnh phúc. Em chọn anh Trí vì em biết anh Trí sẽ vì gia đình không thể dây dưa với em về sau. Nên trong một bữa tiệc với đám bạn, em đã lén bỏ thuốc vào rượu của anh. Và đúng như kế hoạch, sau một tháng thì em mang thai thằng Khôi. Lúc đó anh biết tin mà không nghi ngờ gì hết. Anh rất vui mừng. Em và anh Trí từ đó cắt đứt liên lạc, không có gặp nhau lần nào nữa. Em xin anh, anh hãy tha lỗi cho em. Em xin anh, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh thôi. Dối trá, dù lý do gì cũng là dối trá. Huống hồ gì á, ai cũng muốn mình là kẻ đáng thương trong câu chuyện mình tự kể để nhận được sự cảm thông của người khác, có đúng vậy không vậy? Con im đi, con không được hỗn láo với dì Thanh. Mà em không có lỗi gì hết, lỗi là do anh cho nên em mới làm như vậy. Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy quên chuyện đó đi. Kể từ nay hãy coi như chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Vậy là anh chịu tha thứ cho em rồi sao? Em là người anh yêu thương nhất. Sẽ không có một ai hay bất kỳ lý do nào khiến anh phải bỏ em cả. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khôi à, con giờ vẫn là đứa con trai mà ba yêu thương nhất trên đời này. Con đừng rời bỏ ba mà đi. Dạ con. Ba, con mãi mãi chỉ có một người ba, là ba. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, hạnh phúc như thế này nha con. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con phải xem dì Thanh như là mẹ ruột và phải biết yêu thương em của con. Kể từ giờ trở đi, con đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Chuyện này cấm hai người tiết lộ ra ngoài, rõ chưa? Dạ tôi biết rồi ông chủ. Ba, con mới là con ruột của ba nè. Mở thì cấm sừng ba, còn thằng này là đứa con quan.
Tại sao ba không binh con mà binh người khác? Im đi! Ba vừa nói cái gì con không nghe sao? Anh Bảo! Anh à, lỗi là do em. Em chính là người gây ra. Anh đừng có trách con. Em đừng có lo, chắc giờ nó chạy về nhà thôi. Để anh qua bên đó khuyên nhủ nó. Dạ. Anh đi nha. Mùa sậy trổ bông 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.